Xin chào tất cả các em đến với chương trình dạy học trực tuyến bộ môn thể dục khối 6. Ngày hôm nay các em sẽ học chủ đề ném bóng thể thao tự chọn bộ môn cầu lông. Các em cúi người xuống và chúng ta giữ
hai lần tám nhịp. Đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 thôi. Như vậy là các em vừa mới khởi động xong. Sau đây chúng ta sẽ vào nội dung đầu tiên của bài học ngày hôm nay. Đó là ôn kỹ thuật ném bóng một tay trên vai. Các em quan sát hình vẽ và thực hiện kỹ thuật ném bóng một tay trên vai từ 3 cho đến 5 lần. Tư thế chuẩn bị: tay thuận cầm bóng co tự nhiên trên vai, khuỷu tay gập, tay không cầm bóng đưa ngang vai, bàn tay duỗi thẳng định hướng góc ném, thân trên thẳng, hai chân đứng trước sau, mắt nhìn theo hướng ném. Về cách thực hiện, tay thuận đưa bóng từ sau ra trước và ném, vai và hông cùng chuyển động về trước theo hướng ném, chân sau có thể bước lên một bước để giữ thăng bằng. Các em quan sát hình vẽ và thực hiện kỹ thuật này 3 cho đến 5 lần cho thuần thục. Về hoàn thiện kỹ thuật ném bóng, tiếp theo các em học trò chơi ném vòng. Mục đích rèn luyện khả năng ném trúng đích, khả năng phối hợp vận động và tinh thần đồng đội. Dụng cụ: phấn viết, vòng nhựa, vật chuẩn. Cách thực hiện: người chơi chia thành các nhóm, các bạn cầm vòng lần lượt đứng sau vạch quy định và ném vào vật chuẩn. Mỗi vòng rơi vào vật chuẩn được tính một điểm. Điểm của nhóm bằng tổng điểm của các bạn trong nhóm. Nhóm nào có nhiều điểm nhất là thắng cuộc. Các em quan sát hình vẽ trò chơi ném vòng. Nội dung học thứ hai của ngày hôm nay là các em học thể thao tự chọn cầu lông. Đầu tiên là các em sẽ ôn lại kỹ thuật cầm vợt. Kỹ thuật cầm vợt có hai cách, đó là cầm vợt đánh cầu thuận tay và cầm vợt đánh cầu nghịch tay, hay còn gọi là trái tay. Các em quan sát hình vẽ và thực hiện theo. Tiếp theo các em sẽ ôn tập bài tập bổ trợ tân cầu. Các em thực hiện tân cầu bằng mặt phải vợt, tân cầu bằng mặt trái vợt nhiều lần. Thank you.
Tiếp theo, các em học mới về cách cầm cầu. Có hai cách các em quan sát hình vẽ. Hình đầu tiên đó là cách cầm cầu khi giao cầu mặt nghịch của vợt. Các em cầm ở phần cánh cầu, dùng hai ngón trỏ và cái của tay trái cầm sâu và nhẹ từ 1 đến 2 cm vào phần lông vũ của cánh cầu. Các ngón khác co tự nhiên. Hình thứ hai đó là các em cầm cầu khi giao cầu mặt thuận của vợt. Cầm thân quả cầu, dùng ngón trỏ, giữa và ngón cái cầm vào phần thân và đế cầu. Các ngón khác co tự nhiên. Nội dung học mới thứ hai đó là di chuyển trong cầu lông. Di chuyển trong môn cầu lông rất quan trọng. Một đối thủ hay bao giờ cũng có bộ di chuyển hợp lý và thường xuyên tập luyện cho thuần thục, sao cho có độ bền và sự dẻo dai. Di chuyển trong môn cầu lông trên cơ bản là đến nơi để đánh cầu và trở về vị trí trung tâm của sân. Di chuyển trong môn cầu lông rất đa dạng các hướng, có nghĩa là tất cả các hướng. Có hai dạng di chuyển, đó là di chuyển đơn bước và di chuyển đa bước. Ngày hôm nay các em sẽ học di chuyển đơn bước trong môn cầu lông. Di chuyển đơn bước được thực hiện khi cầu do đối phương đánh qua cách người đánh 1 đến 2 mét. Đầu tiên là các em sẽ thực hiện di chuyển đơn bước tiến bên phải. Tư thế chuẩn bị là hai chân song song rộng bằng vai. Khi cầu đối phương đánh qua phía bên tay phải của các em, các em thực hiện xoay chân trái sang phía bên phải. Đồng thời, chân phải của các em sẽ tiến một bước ra trước hướng bên phải và thực hiện đánh cầu bằng mặt thuận của vợt. Tiếp theo, nếu đối phương đánh cầu qua phía bên tay trái của các em cách các em 1 đến 2 mét, thì các em sẽ thực hiện tiến đơn bước sang trái để thực hiện đánh cầu. Tư thế chuẩn bị, hai chân song song rộng bằng vai. Khi cầu được đối phương đánh qua phía bên trái cách các em 1 đến 2 mét, các em thực hiện xoay chân trái qua hướng cầu đánh. Chân phải bước sang bên trái một bước, xa hay gần tùy theo cầu bay qua phía các em. Và các em bước sang một bước qua bên trái, thực hiện đánh cầu bằng mặt nghịch của vợt. Tiếp theo, các em thực hiện lùi một bước bên phải. Tư thế chuẩn bị, hai chân song song rộng bằng vai. Khi cầu đối phương đánh ra phía đằng sau bên phải của các em cách các em 1 cho đến 2 mét, thì các em thực hiện chân trái xoay qua bên phải. Đồng thời, chân phải các em lùi ra sau một bước. Sau đó, các em sẽ thực hiện đánh cầu bằng mặt thuận của vợt. Tiếp theo, các em sẽ học lùi bên trái một bước. Khi cầu đối phương đánh qua ra sau bên trái của các em, thì các em sẽ thực hiện lùi bên trái một bước. Tư thế chuẩn bị, hai chân song song. Khi cầu qua phía bên trái của các em sẽ thực hiện chân trái xoay ra đằng sau phía bên trái. Đồng thời, chân phải các em bước một bước dài ra đằng sau bên trái. Và các em sẽ thực hiện đánh cầu bằng mặt nghịch của vợt. Các em quan sát hình vẽ. Tiếp theo, các em sẽ thực hiện tiến lên một bước ra phía trước để đánh cầu. Khi đối phương đánh cầu ở phía trước mặt các em tầm 1 đến 2 mét, các em sẽ thực hiện di chuyển ra đằng trước một bước để đánh cầu. Tư thế chuẩn bị, hai chân song song rộng bằng vai. Khi đối phương đánh cầu ở phía trước mặt các em sẽ thực hiện như sau. Chân phải tiến ra trước một bước. Đồng thời, các em sẽ đánh cầu bằng mặt thuận hoặc mặt nghịch của vợt, tùy theo tình huống mà các em đánh cầu cho hợp lý. Em cầm vợt lên. Sau đây, các em sẽ quan sát video clip cách thực hiện di chuyển đơn bước. Dùng tay thuận
xoay vợt trên đầu, linh hoạt khớp cổ tay. Ngược lại, lăng vợt phải trái theo hình số 8 nằm ngang. Chú ý cái biên độ tay rộng ra. Thực hiện là 8 nhịp. Lăng vợt phải trái này, từ sau ra trước. 1. Bên phải, bên trái này. Liên tục. Vút mạnh cổ tay này. Vút mạnh cánh tay vào. Gấp mạnh cổ tay. Như vậy là chúng ta đã nóng người lên rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần cơ bản nhé. Phần cơ bản của buổi tập ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tập cho cô ôn cái kỹ thuật đánh cầu thấp, thuận tay, trái tay. Trước khi vào ôn tập, cô giáo nhắc lại yếu tố kỹ thuật. Khi cầu của đối phương đánh sang phía sân mình mà ở trong vòng cái bán kính xung quanh người chúng ta, cách chúng ta khoảng 1 đến 2 mét thôi, thì chúng ta mới sử dụng cái kỹ thuật di chuyển đơn bước đánh cầu thấp, thuận tay, trái tay. Còn nếu mà cầu nó rơi ở cái bán kính xa hơn thì chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật đấy, di chuyển đa bước để đánh cầu. Và nó ở tầm thấp thì mới đánh cầu thấp thuận tay hoặc là thấp trái tay. Chúng ta chia ra làm 4 trường hợp và sau đây cô giáo sẽ hướng dẫn các em từng trường hợp một. Trường hợp thứ nhất là khi cầu của đối phương đánh sang 1/4 vòng tròn phía bên phải ở trước mặt chúng ta, thì chúng ta sử dụng kỹ thuật đánh cầu thấp thuận tay và kết hợp với di chuyển đơn bước để đánh cầu thấp thuận tay như sau. Từ tư thế chuẩn bị, hai chân rộng bằng vai, gối khuỵu lưng cong, mắt quan sát hướng cầu tới và mặt vợt thì cao ngang trán. Khi cầu của đối phương đánh sang 1/4 vòng tròn phía bên trái ở trước, cách chúng ta khoảng 1 đến 2 mét, thì chúng ta lấy chân trái làm trụ, đạp mạnh chân phải, đưa ra phía trước một bước dài hay ngắn, tùy thuộc vào vị trí rơi của quả cầu. Nếu mà nó rơi xa thì chúng ta dùng bước dài, còn nếu rơi thật gần thì chúng ta dùng bước ngắn. Sau đó thực hiện đưa tay vung tay cầm vợt từ trước ra sau lên cao, xuống dưới ra trước, tiếp xúc cầu, bẻ cổ tay ra khi tiếp xúc cầu này. Tiếp xúc cầu ở tầm ngang gối bên phải. Khi tiếp xúc cầu thì chúng ta gập mạnh cái cổ tay này lên để tiếp xúc với cầu. Sau đó nhanh chóng đặt cái chân phải để trở về tư thế chuẩn bị ban đầu, ứng phó với những cái quả cầu tiếp theo. Em quan sát cô giáo làm nhanh. Chuẩn bị này. Khi chúng ta tập cái bài này thì các em phải tập mô phỏng như cô vừa tập xong độ khoảng 10 lần cho nó quen kỹ thuật. Sau đó thì chúng ta có thể nhờ bạn tập tung cầu hoặc là đánh cầu sang phía bên phải ở phía trước chúng ta với bán kính cách chúng ta khoảng 1 đến 2 mét, và chúng ta liên tục đánh những cái quả cầu ở cái vị trí đó nhiều lần để hình thành cái kỹ năng vận động cho cái kỹ thuật này. Trường hợp thứ hai là khi đối phương đánh cầu sang sân mình mà ở cách chúng ta 1 đến 2 mét trong cái bán kính vòng tròn là 1 đến 2 mét này, và ở phía bên trái thì chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật tiến trái đơn bước đánh cầu thấp trái tay. Khi sử dụng kỹ thuật này, các em lưu ý từ tư thế chuẩn bị như lúc nãy cô giáo đã phân tích, chúng ta lấy chân trái, vẫn lấy chân trái làm trụ, đạp chân phải bước sang bên trái một bước dài hay ngắn tùy thuộc vào vị trí rơi của quả cầu, đặt chân phải sang, đồng thời xoay người ra phía sau, lưng hướng trước, tay cầm vợt đưa từ đây ra sang trái ra sau, xuống dưới ra trước, tiếp xúc cầu ở ngang gối trái, và khi tiếp xúc cầu thì gấp mạnh cái cổ tay lên, sau đó đạp chân trái phải về tư thế chuẩn bị. Em quan sát cô giáo làm mẫu nhanh. Chuẩn bị đạp này. Đấy. Em thấy là chúng ta phải xoay được cái thân trên ra sau để tạo cái đòn bẩy dài ra. Đấy,
lực nó mới mạnh được. Còn nếu các em vẫn hướng mặt về trước người thì động tác sẽ không có lực. Thứ ba là khi đối phương đánh cầu sang bên sân chúng ta mà nó rơi ở cầu rơi ở 1/4 vòng tròn phía sau bên trái cách chúng ta khoảng 1-2 mét thì chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật lùi phải đơn bước đánh cầu thấp thuận tay. Các em quan sát này, từ tư thế chuẩn bị lấy chân trái làm trụ, bước chân phải ra sau xuống sau ra sau, chuyển trọng tâm ra chân sau, đưa vợt ra phía sau, sang phải ra sau, xuống dưới ra trước, tiếp xúc cầu ở tầm thấp dưới gối, gấp mạnh cổ tay khi tiếp xúc với cầu, sau đó đạp chân phải về tư thế chuẩn bị. Trong quan sát cô giáo làm nhanh, chuẩn bị này, lưu ý là sau khi thực hiện xong thì phải đưa về tư thế chuẩn bị nhé. Trường hợp thứ tư, khi cầu của đối phương rơi ở 1/4 phía sau bên trái, chúng ta sẽ lấy chân phải làm trụ, lùi chân trái về sau 1 bước, độ dài bước dài hay ngắn tùy thuộc vào vị trí rơi của quả cầu, đồng thời xoay chân trên sang trái, lưng hướng về phía đối phương, đồng thời đưa tay cầm vợt ra phía sau, xuống dưới ra trước, tiếp xúc cầu ở tầm thấp dưới gối, ngang gối, khi tiếp xúc cầu thì gấp mạnh cổ tay. Đấy. Sau đó đặt chân trái về tư thế chuẩn bị, các em quan sát cô giáo làm nhanh. Đối với những cái bài tập dạng này, các em lưu ý là mình chưa tập quen thì chúng ta phải thực hiện với cái mô phỏng động tác như vừa rồi cô giáo làm. Sau đó chúng ta sẽ nhờ đồng đội, nhờ bạn tập của mình đánh cầu phục vụ cho mình sang có chủ đích sang nửa phải hay là nửa trái, ở đằng trước hay ở đằng sau. Và nên tập nhiều lần một động tác để hình thành kỹ năng vận động thì việc thực hiện kỹ thuật nó sẽ dễ dàng hơn. Tiếp theo các em sẽ học một số điều luật cơ bản trong môn cầu lông. Ngày hôm nay các em sẽ học luật chọn sân, chọn cầu trước mỗi trận đấu. Trước khi bắt đầu trận đấu, trọng tài sẽ tung đồng xu và một trong hai bên sẽ được chỉ định chọn quyền giao cầu hay chọn sân trước, bên còn lại sẽ lựa chọn phần còn lại. Trong các giải phong trào, giải học sinh, trọng tài sẽ đặt úp quả cầu cân bằng lên mép lưới trên sân. Cầu rơi bên phần sân của ai trước, người đó sẽ được chỉ định quyền chọn sân hay chọn cầu trước, bên còn lại sẽ chọn phần còn lại. Tiếp theo, các em sẽ học cách tính điểm trong luật chơi cầu lông. Mỗi một trận đấu, chuẩn theo thể thức BOG, tức đánh 3 ván thắng 2 ván. Mỗi ván đấu, bên nào cán mốc 21 điểm trước sẽ là người chiến thắng ván đó. Nếu tỷ số 20 đều, bên nào ghi liên tiếp 2 điểm cách biệt sẽ chiến thắng. Nếu tỷ số 29 đều, bên nào ghi điểm thứ 30 trước sẽ chiến thắng. Bên thắng sẽ giao cầu trước ở ván đấu tiếp theo. Tiếp theo là các em sẽ học đổi sân trong luật chơi cầu lông. Khi kết thúc mỗi ván đấu, các vận động viên sẽ đổi sân cho nhau. Nếu có ván thứ 3, một bên ghi điểm 11 trước sẽ đổi sân. Phần nội dung bài học đã kết thúc. Sau đây cô có một số câu hỏi củng cố bài. Các em làm bài tập củng cố trên hệ thống lớp học kết nối. Câu hỏi thứ nhất, có mấy cách cầm cầu? Câu hỏi thứ hai, mỗi trận thi đấu có bao nhiêu ván? Câu hỏi thứ ba, mỗi ván đấu bao nhiêu điểm kết thúc? Câu hỏi thứ tư, khi kết thúc mỗi ván đấu, các vận động viên sẽ đổi sân cho nhau. Nếu có ván thứ ba, một bên ghi bao nhiêu điểm trước sẽ đổi sân? Câu hỏi thứ năm, nếu tỷ số 20 đều, bên nào ghi liên tiếp bao nhiêu điểm cách biệt sẽ chiến thắng? Câu hỏi thứ sáu, bên nào sẽ giao cầu trước ở ván đấu tiếp theo?
và đây là bài tập về nhà. Thứ nhất là các em thực hiện nhiều lần hoàn thiện kỹ thuật ném bóng, phối hợp 4 giai đoạn kỹ thuật ném bóng. Thứ hai, các em bổ sung bài tập củng cố cuối bài học từ tuần 1 đến tuần 10, nộp về cho giáo viên qua Zalo 0914742000 để tính điểm chuyên cần. Thứ ba, các em thực hiện kỹ thuật tân cầu bằng mặt phải, mặt trái của vợt và luân phiên giữa hai mặt vợt nhiều lần. Thứ tư, các em thực hiện kỹ thuật di chuyển đơn bước, tiến một bước bên phải, bên trái, lùi một bước bên phải, bên trái, tiến một bước ra trước nhiều lần để cho các em thực hiện thuần thục kỹ thuật di chuyển đơn bước. Phần bài giảng của cô đến đây đã kết thúc. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các em trong tiết dạy sau. Chúc các em nhiều sức khỏe và học tập tốt.